Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 93. Hòa Thượng Đại Hưu. Tại Linh Nham Sơn, Tô Châu, Hòa Thượng đã gặp vị Hòa Thượng Đại Hưu. Câu vô đại vô tiểu vô nội ngoại, tự hữu tự liễu tự an bày đã phản ảnh sự buông xả chân thật của Hòa Thượng Đại Hưu. Hòa Thượng kể: ở Tô Châu, Linh Nham Tự, tôi từng gặp qua một vị Hòa Thượng đã chân thật buông xả tất cả. Vị Hòa Thượng này thường tham thiền, cả ngày Hòa Thượng chỉ ngồi thiền. Tên của Ngài là gì? Gọi là Đại Hưu. Ngài chính thật là một Đại Hưu, chứ không phải một Tiểu Hưu. Ngài tự chuẩn bị cho mình mọi việc, đó gọi là Đại. Còn Hưu là nghĩa của chữ hưu tức, nghỉ ngơi không làm gì cả. Tại vì sao? Vì Ngài tự tu hành, tự ngộ đạo, tự chuẩn bị chu đáo cho chuyện hậu sự của mình, cũng không muốn làm phiền ai. Thật đơn giản làm sao? Các vị xem, vị này thật giải thoát biết chừng nào. Hòa Thượng Đại Hưu tự tạo cho mình một cổ áo quan bằng đá, gọi là tòa quán. Thông thường người ta chết đều nằm trong quan tài, còn vị này thì sao? Ngài một mình ở phía sau khoảng đất bằng của núi Linh Nham, Tô Châu, rồi đào một cái động trên vách đá, chỉ vừa đủ chỗ cho một người ngồi. Ngài lại lấy một tảng đá làm cửa, trên cửa đá lại dùng sắt đục qua để có thể đóng mở cửa được. Rồi Ngài đóng cửa đá lại, ngồi bên trong nhập niết bàn, tức xong việc, không cần nhờ ai mà tự hưu nghỉ ngơi. Ngài đã tự kết liễu, tự an bài, tự mình sắp đặt mọi việc cho mình. Phía bên cửa, Ngài làm một câu đối liễn: vô đại vô tiểu vô nội ngoại, tự hưu tự liễu tự an bài. Đây nói là không có lớn cũng không có nhỏ, không có trong cũng không có ngoài, tự mình an nghỉ, tự mình kết liễu, tự mình an bài, một cảnh giới thật không thể nghĩ bàn. Pháp sư Ấn Quang rất quý trọng vị thiền sư Đại Hưu này. Tôi có tới chỗ Tô Châu đó bái kiến thiền sư Đại Hưu. Ngài thật là hưu, nghỉ ngơi ngay cả mắt cũng không mở, không muốn nhìn ai. Tôi tới đó đảnh lễ Ngài, Ngài cũng không nói một lời nào. Tại sao? Vì Ngài đã tự hưu tự liễu tự an bài rồi, nên không chướng không ngại. Ngài không có đệ tử, không có các sự việc rắc rối, cho nên mới thật là buông xả tất cả. Đây gọi là vô quái ngại. Còn có đệ tử là có quái ngại, tương lai không biết còn bao nhiêu sự phiền phức khác tới nữa. Nhưng tôi vẫn bất chấp, vì phiền phức cũng là không phiền phức, quái ngại cũng là không quái ngại. Ha ha ha, 问什么的说